Hello, Suka xin chào các bạn. Hôm nay Suka sẽ bình luận một trận đấu giữa Midian và chú mèo Tom nha. Sau đây xin giới thiệu và chú Midian. Midian xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành, các bạn khỏe không? Mình thì bị cái con mèo Tom nó cắn cho cụt mất một cánh tay bên này rồi. Các bạn đã thấy có chú Midian bị cắn cụt mất cánh tay không? Còn đúng một số 2 này thôi. À, hôm nay sẽ là trận đấu giữa chú mèo Tom và chú Minion. Chú Minion giới thiệu sơ được với nào. À, mình xin giới thiệu, mình là Minion. Năm nay mình 3 tuổi. Mình bị con mèo Tom nó cắn. Hôm nay mình sẽ trả thù. Sẽ trả thù lại trận hôm bữa. Sẽ ít ra không thắng cũng phải ngang ngửa. Hôm nay mình sẽ tái đấu. Xin hết. Chỉ có thế thôi sao? Suka tưởng bạn bình luận mình nhiều lắm chứ. Thế có bạn mèo Tom đâu? Tom đây, ta là Tom. Đấy, đây chính là kẻ đã cắn mình hôm bữa. Ta cắn mi, chẳng hôm nay mi cắn ta. Sợ quá, ôi sợ quá. Hôm nay là tính tay đấu như thế nào đây này? Thì hôm nay là phải ngang ngửa. Hôm trước mi cắn ta như thế nào thì hôm nay ta phải trả thù ngươi như vậy. Thế hôm nay là phải chiến trận chiến một mất một còn hả? Tất nhiên phải đấu. Tôi chấp nhận là thách đấu. Bây giờ là hai chúng ta sẽ sắp lá cờ và chiến đấu đấy chứ. Ôi sợ quá sợ quá. Mình thì mình khuyên hai bạn là tốt nhất là Suka khuyên hai bạn là tốt nhất hai bạn nên hòa giải với nhau. Đánh nhau là không hay ho gì hết. Mình chỉ muốn giảng hòa cho hai bạn. Mèo to mà Minion ai tôi cũng có nổi tiếng hết. Mỗi bạn có một cái nét đẹp riêng, mỗi bạn có một tính cách riêng. Vậy thì tại sao này chúng ta lại không hòa giải với nhau nhỉ? Đúng không mèo to? Đúng. Nhưng mèo to phải xin lỗi bạn Minion vì hôm trước đã cắn bạn Minion đi chứ. Thì mình xin lỗi bạn. Xin lỗi ai? Xin lỗi Minion. Minion bỏ qua cho bạn đi. Không. Mình xin lỗi Minion. Kìa, mèo Tom đã xin lỗi rồi, Minion bỏ qua cho bạn đi chứ. Không. Xin lỗi mà. Chỉ một lần này thôi đấy nhá. Từ sau mèo Tom sẽ không cắn Minion nữa. Yeah, thế là chúng ta sẽ cùng một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một trường. Suka xin chào các bạn nha, hẹn các bạn vào phần thứ hai nha.